Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hãy góp claim 500 triệu token có ký hiệu là Re-and-Wen, từ dáng Re-and-Wen Chan nha các bạn. Thì chương trình hãy góp này nó trong chương trình bán hàng phi sale nè bạn, còn 27 ngày 12 giờ 7 phút 5 mấy giây nè. Thì min tối thiểu các bạn có thể mua là 0.001 BNB, max 10 BNB các bạn. Mình không có khuyến khích các bạn mua nên mình chỉ khuyến khích các bạn claim cái quăng bỏ đó đi các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 và kết thúc vào ngày 10 tháng 7 và sẽ list trên sàn BankeSwap vào ngày 10 tháng 7 thôi các bạn. Thì để tham gia chương trình AirDrop này các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Các bạn mở trình duyệt chocolate mình ra nè. Các bạn chọn qua một dash nè. Và các bạn dán vào nghe các bạn. Hiện tại thị trường đang đỏ lửa các bạn ơi. Rồi, các bạn vào thì các bạn claim AirDrop thôi. Bạn chờ xíu nha các bạn. Các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain Bet20 nè. Rồi các bạn bấm vào claim AirDrop nè. Bấm kết nối nè. Đây thì dự án của chim cánh cụt. Cái mã token khá là đẹp luôn các bạn. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.00056 BNB, khoảng 0.19 USDT. Khoảng 4.000 các bạn, 3.000 4.000 gì. Rồi bạn bấm vào claim xong thì các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Để chờ cho nó xác nhận blockchain giúp các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain các bạn nha. Rồi tất cả các bạn mở cái trình duyệt Chrome mình ra, các bạn gõ vào từ khóa là BSC nè. Rồi các bạn dán con sắt của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Ok đã về rồi, để mình coi mình gõ từ khóa nha các bạn. Ben. Ok, mình đã nhận được 500 triệu token rồi các bạn. Con này tổng cung nó 3, 6, 9, 12, 15. Âm 15 của số 0 ta. Thì hiện tại mình đã thu được các bạn định lượng. Để mình copy rồi để chỉ hợp đồng nữa các bạn. Dự án chim cánh cụt. Mình khá thích cái dự án này các bạn. Vì nó có cái logo khá là đẹp luôn. À, con này thì nó được xác nhận trên chuỗi mạng BNB Smart Chain chính thức nha bạn. Rồi bạn mở đi chi chút led của các bạn ra nè. Rồi các bạn mở ra các bạn. Hy vọng nó có cái logo cho thật là đẹp đấy bạn. Ok, như vậy mình đã claim về các bạn. Hiện tại nó chưa có list sàn nên nó chưa có cái logo nha bạn. Sau này nó sẽ có cái logo rất là đẹp luôn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp claim 500 triệu token bên Re-chain. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.